Chào quý vị và các bạn. Lại đến mùa mơ rồi, hàng năm cứ vào khoảng tháng 2, tháng 3 âm lịch là mùa mơ chín rộ. Các bạn thân mến, đây là bình mơ năm ngoái của mình ạ. Đấy, nước mơ sánh như mật ong và quả mơ không bị nổi lên ạ, chìm lơ lửng trong nước mơ. Đây là bình mơ nhà mình ngâm từ năm ngoái và đã uống vội bớt đi rồi, cho nên là lượng nước mơ là hơi ít. Ngâm mơ tưởng như đơn giản, nhưng nhiều bạn comment hỏi mình rằng là tại sao mà cháu ngâm không thành công, cháu ngâm bị váng, bị chua, bị nổi bọt, nước mơ không sánh và còn bị đắng nữa. Cho nên là năm nay mình lại làm clip này để hướng dẫn cách ngâm mơ thành công. Khi mua mơ về thì ta cứ để nguyên túi ni lông cho vào một cái hộp này, để tầm 2-3 ngày nó tiếp tục chín, bao giờ mà nó vàng đều lên và vàng đều lên thơm lưng nhà lên thì lúc ấy ta mang ra để đấy, kiểm tra thì thơm lưng lên rồi. Sau khi ủ 2 ngày các bạn nhìn này, mơ vàng hơn, vàng đều hơn và thơm lừng ạ, thơm lừng khắp nhà. Năm nay mình bận cho nên là ông xã sẽ làm cái khâu là rửa mơ. Ta cho một chút muối vào nước và rửa mơ ạ, rửa mơ với nước muối loãng cho thật sạch các bạn nhé. Rửa nhiều lần ạ. Và các bạn nhớ một điều là phải rửa rất là nhẹ tay, bởi vì quả mơ rất là dễ bị dập ạ, nó sẽ bị thâm và ủng. Các bạn có biết không, ông lão nhà tôi bảo là rửa nước mơ với nước muối loãng như thế này là sạch rồi, có thể ngâm ngay được. Nhưng may mà tôi đã phát hiện ra, các bạn phải nhớ là cái có một cái công đoạn là làm lông mơ. Làm lông mơ là như thế nào? Tức là ta rửa lại với lại tráng rửa với nước nóng già khoảng 60 độ thì những cái lông của quả mơ ấy nó sẽ rụng và quả mơ sẽ khô nhanh hơn, không bị bám nước ạ. Ta rửa bằng nước muối loãng ở nhiệt độ khoảng 60 độ nhanh, và sau đó ta bật quạt lên để cho nó khô hẳn các bạn nhé. Các bạn nhớ cái công đoạn này, không thì là quả mơ nó sẽ lâu khô hơn và nó có thể dính nước lã vào, như vậy là có thể là có những vi khuẩn, vi trùng và có thể làm hỏng cái bình mơ của mình đấy ạ. Làm lông mơ. Đây là tráng cái nước lã đi. Mặt chuyên môn nó gọi là làm lông mơ. Mơ má nào đấy? Má nào đấy? Má nào là quả đấy? Nó ở. Chỗ nắng. Nó nhiều nắng. Không có giống má đải. Ừ, giống thì nó cũng là giống. Đang nhiều ghê. Thơm. Chỗ nó. Chuyên gia nhà mơ mấy cả năm. Các bạn đang hỏi là 5 cân mơ 3 cân đường không? Không, nhất định là phải 5 cân đường không thì hơn. Lấy đâu được cho 5 cân đường? Quay quay. Đấy, sau là em sẽ mang. Sau là sẽ cho bổ sung thêm. Đúng rồi, tối thiểu ban đầu sẽ 5 cân đường. Cần nữa, cần rưỡi.
hết cái nước nước đá đi. Đây là nước đun sôi để nguội và nước đun sôi đã sôi hay lạnh. Đã sôi hay lạnh 560 độ. 560 độ thì tức là nó làm cho cái quả mưa không chết. Bình dùng để đựng ấy, ta phải rửa thật sạch, tráng nước sôi và úp ngược lên các bạn nhé, đảm bảo khô ráo, sạch sẽ. Sau đó ta cứ rải một lớp mơ lại làm một lớp đường lên. Và ở đây ta nên dùng đường vàng của Biên Hòa hoặc của Lam Sơn Thanh Hóa, đường làm từ mía rất là thơm ạ. Cứ một lớp mơ, một lớp đường. Và ở đây là tôi mua tất cả là 7 cân mơ. Thì trước hết ta có thể cho 5 cân đường thôi. Sau đó khi mà đường tan và quả mơ bị lộ ra ấy, thì ta lại cho thêm vào để đảm bảo là lúc nào là phía bên trên quả mơ là có một lớp đường ạ. 7 cân mơ thì tối thiểu phải là 7 cân đường. Cũng phụ thuộc vào quả mơ của mình có chua nhiều lắm không, đắng nhiều lắm không, nhưng tối thiểu lượng mơ và lượng đường phải bằng nhau các bạn nhé. Nhiều bạn hỏi tôi là bác ơi nhiều đường lắm ạ, 5 cân mơ cháu có thể ngâm 3 cân đường được không? Không được các bạn ạ. Phải đủ lượng đường thì cái tinh chất trong quả mơ mới được chiết xuất ra, quả mơ mới không bị chua, không bị hỏng ạ. Mình cũng không hiểu làm sao quả mơ đắng như thế, chua như thế, chát như thế, nhưng khi được ngâm vào đường, mà nhớ là phải để 1 năm các bạn nhé, thì nước mơ thật là tuyệt vời. Thơm, chua dịu, mát và thơm mùi mơ ạ. Đó các bạn nhìn chưa, đây là tỷ lệ chưa phải là 1-1 đâu ạ. 7 cân mơ mình mới cho 5 cân đường thôi. Để 1-2 hôm mà đường tan hết ấy, hoặc là đường tan vừa phải thôi mà quả mơ bị lộ ra ấy, thì mình lại phủ một lớp đường lên trên các bạn nhé. Ta lại phủ một lớp đường lên trên. Đây là bình mơ của mình đã ngâm được 3 hôm. Các bạn nhìn thấy chưa, nước mơ bắt đầu tiết ra và đường cũng tan dần. Đấy ạ. Trước thì là nó đầy lên trên, bây giờ nó đã ngót dần xuống. Và khi đấy ta lại cho thêm đường các bạn nhé. Mà nhớ là mình đậy lắp hờ hờ thôi ạ. Mình không được đậy chặt, bởi vì là nó sẽ sinh ra khí và có thể làm nổ bình đấy. Các bạn thân mến, đây là bình mơ năm ngoái của mình, ngâm được 1 năm đấy ạ. Các bạn nhìn thấy không, cái nước mơ sánh như mật ong vàng óng ạ. Rất là ngon. Cái bình mơ này của nhà mình đã uống bớt nước đi rồi, chỉ còn nhiều cái thôi, cho nên là thực ra cái lượng nước nó nhiều hơn ạ. Và các bạn chú ý một điều nhé, ở phần đáy bao giờ cũng đọng một lớp đường như thế này. Nếu mà nó cứ tan ra mà nó hết cái lớp đường đấy thì các bạn lại phải cho thêm đường vào, như thế nó mới đủ độ ngọt ạ, nó mới không bị làm hỏng cái bình mơ của mình. Các bạn thấy không, để ngâm được một bình mơ nghe thì rất là đơn giản, nhưng ta phải chú ý có một số những cái điều rất là phải chú ý. Thứ nhất là mơ phải rửa sạch, phải làm lâu và phải để khô ráo, bình cũng phải rất là sạch sẽ, và lượng đường và mơ phải tỷ lệ là 1-1 hoặc là nhiều hơn, đảm bảo đường lúc nào cũng phủ lên trên mơ. Chúc các bạn thành công ngâm được một bình mơ để giải khát, giải nhiệt trong mùa hè nóng bức. Các bạn đã biết được cái công dụng tuyệt vời của quả mơ như thế nào. Các bạn thấy hay và bổ ích thì hãy đăng ký kênh YouTube Bông Lan Rừng của mình nhé. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.